Đầu tiên ta khai báo thư viện Bích Kích Ship 1 là thư viện của mạch Protest. Trong bộ kit ta sử dụng ghi học là ta sẽ khai báo các biến, rồi ta sẽ xuống hàm volume, hàm main. Rồi đầu tiên ta sẽ cho chạy thử chuyển vị 1 led. Chuyển vị 1 led ta có y bằng 1, khai báo y, vòng lập for 32, rồi xuất ra y và chuyển vị sang dịch sang trái. Ta sẽ comply.
và cho chạy. Hàm đã nạp rồi. Rồi, xong. Giờ ta sẽ tắt, ta sẽ xuống sáng dần 32 led. Để hàm của sáng dần, ta sẽ có phòng lọc 32. Và khi y dịch sang trái, ta sẽ cộng thêm 1. Thì nó sẽ led đầu tiên sẽ luôn sáng và dần cái kế tiếp tiếp tiếp. À, classic compliant sẽ lưu vào trong phần mềm Brotus. Đây là mặt 2. Ở đây không có chỉnh cho y bằng 0 nên nó không chạy lại. Rồi đến với sáng dồn. Sáng dồn ra sẽ để hai vùng lọc. Vùng lọc đầu tiên là vùng lọc Z. Với Z bé hơn 32 là Z chạy 32 lần và các khai báo y bằng 1. Và vùng lọc y trong vùng lọc quan trọng là y sẽ nhỏ hơn 31, thì y là vùng lọc để chuyển vị một led và phải trừ cho Z để cái led cuối cùng của chúng ta được giữ lại và không tác động đến nó. Ta sẽ có được Z là biến mới bằng y cộng Z. Ta sẽ xuất Z ra. Ở đây Z bằng y cộng Z và Z bằng y trừ Z là để lưu vào khi mà y cuối cùng này nhảy sang đến led cuối cùng thì nó sẽ tự động nhảy ra khỏi vùng lọc for này, sẽ nhảy ra ngoài và sẽ được lưu vào biến y với Z ở ngoài. Z ở ngoài lại quay lại vùng lọc for và tăng Z lên 1, thì tiếp đó y sẽ trở lại thành 1. Nhưng Z này đã là Z cuối cùng, là Z được thêm vào 0x8000000 như thế này và led cuối cùng sẽ sáng. Và cứ liên tục như vậy cho đến khi hết led. Cầm like chạy thử. Mỗi lần nhảy led là 50 ms. Rồi giờ chúng ta sẽ mở ghế chạy lại hết toàn bộ. Comply. Đầu tiên ta sẽ có chuyển vị một led, tiếp đó là sáng dần đều, ở ba là sáng dồn. Có vẻ led hơi khó coi mà xin thầy thông cảm. Bài tập của em đến đây kết thúc. Chúc thầy sức khỏe.